Em đi đâu? Em đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhường nào. Em đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi và đi Bali một mình ngắm biển khơi. Sâu đớn côi bởi vì chúng ta không muốn ai phải cô đơn, giống như cái cách em thường tô son. Nếu em không muốn môi mình khô hơn, anh có thứ để bôi trơn. Chúng ta luôn đắng cay và quấy hey. Khá nhiều chuột nhưng chưa thấy con nào dáng nuột như em.
con này được cái mũi tử tế, muốn tội khổ với tâm. Đúng nhận sai cái. Trò chơi tiếp theo sẽ tiếp tục là sở trường của tao. Nhưng sở trường của mày là chơi ngu mà. Ngu bà nội mày. Sở trường của tao chính là nhân phẩm. Được không? Để sau đi. Sau gì nữa? Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ, người có còn đi qua từng góc phố, người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, còn sợ mỗi tối khi đông gió về, chờ em tới ôm anh thật lâu. Đã thấy cái quần thâm đen xì này chưa? Cho nên đi đừng chúc em ngủ ngon trong khi anh ở lý doanh em thao thức đi. Đời thật.
chúng ta từng hẹn hứa bên nhau, em nhớ mà. Nơi chốn này hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa.